Rồi, bữa nay anh em là công việc vừa xong ra đồng giải trí anh em. Máy nó đang hoạt động ở đây nè. Hai máy luôn. Mới vừa xả giạc vòng đầu luôn. Đất này hậu quá dài luôn anh em ơi, hậu này hậu cây số. Xe kéo đang chuẩn bị neo đê nè. Wow. Đê này quá cao à anh em ơi. Đang chuẩn bị leo đê luôn nè. Quá nhiều cái đứng. Rồi lên được rồi, chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn mới vừa lên bờ luôn. Trời chuyển mưa nữa anh em ơi.
đoàn xe kéo đang chuẩn bị leo đê nè nè. Xe kéo này cũng đang chuẩn bị đi lên dốc này nè. Rồi, đang lên dốc luôn. Rồi máy cắt nó cũng cắt vừa xong nữa nè, đang chuẩn bị nó đi lên đi về nè. Máy này đang xuống lúa luôn, cắt cũng vừa xong rồi đó nè. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình chân thành cảm ơn rất là nhiều.